người chín chắn, không lăng nhăng, rồi biết quan tâm chia sẻ, biết nấu ăn một chút, thì không hút thuốc và không uống rượu. Chú thấy anh ở đây là quan tâm nè ha, chín chắn là có nè, cũng phong trần đẹp trai có nè, chỉ có điều lăng nhăng là chú không biết thôi. Giờ cho người ta trả lời đi, ai cũng trả lời dùm. Em thấy cưng có bao nhiêu phần trăm khi mà bạn này nói? Dạ chắc là trên 50. Như vậy có nghĩa là em 50. Có hút thuốc không? Dạ có hút thuốc. Có hút nhiều không? Dạ một gói 2 ngày. Có uống rượu không? Dạ không. Nhưng mà uống bia thì được. Giao tiếp với lại mọi người á, tại vì có thời gian là em cũng làm bên mảng bất động sản nên có đi gặp khách này nọ thì mình phải biết uống mới được. Có yêu thương, có chia sẻ, có quan tâm không? Có đó. Có thủy chung không? Chắc là có. Có. Bây giờ mình giới thiệu nha. Mời em. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân và chào khán giả đã có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Thì em tên là Phan Đoàn Tấn Linh, năm nay em 36 tuổi và đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Linh làm công việc gì Tấn Linh? Dạ, trước đây là em là nhân viên văn phòng. Dạ, hiện tại là em đang tìm việc mới. À, dạ. Quê Tấn Linh ở đâu? Dạ, em ở đây, nếu mà quê quán là Hóc Môn. Rồi mình giới thiệu đi cưng, bên nhà gái mình nè. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Con xin chào chú Quyền Linh và bạn nam bên cạnh. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Thị Bích Tuyền, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Thì mình bây giờ Tuyền nói luôn cái điểm mạnh, điểm yếu của Tuyền đi. Điểm mạnh của em là em rất là chịu khó và siêng năng, sống hòa đồng, cũng có khi giúp đỡ mọi người trong công việc. Dạ, điểm yếu của em thì rất là khá rụt rè và nhút nhát trong việc giao tiếp với mọi người. Em cũng ít đi chơi, giao du với mọi người. Hiền là tốt chứ sao nói là điểm nhược được. Dạ, thì nhiều khi mình hiền quá thì cũng có một số người sẽ có thể bắt nạt mình. Ăn hiếp mình đúng không? Rồi. Ăn hiếp. Rồi, giờ yên tâm, bữa nay có bạn trai đây sẽ giúp cho em đỡ người ăn hiếp nha. Rồi, Tấn Linh. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Tấn Linh là gì? Dạ, điểm mạnh là em có thể dễ giao tiếp với mọi người. Còn điểm yếu là hơi cũng giống như bạn Tuyền là hơi rụt rè một tí. Em có mấy mối tình rồi Tấn Linh? Dạ là 2. Mối tình đầu tiên là quen cũng hơn 5 năm. 5 năm. Dạ, còn mối tình thứ hai gần nhất là gần 7 năm. Trời ơi. Trời ơi. Vậy làm yêu mười mấy năm rồi đó. Lý do tại sao mình chia tay hả Tấn Linh? Cái mối tình đầu tiên là lúc đang làm, em làm ở một công ty game gần 9 năm. Thì cái khoảng thời gian mà em làm á, là có những cái buổi mà em phải OT đêm á, thì bạn kia không đồng ý đúng không? Dạ, mà đi tìm người mới trong khi mà quen em á. Rồi. Nên em biết rồi, cũng hai bên cũng chia tay. Là không có thời gian để chăm sóc mối tình đó. Mối tình thứ hai là do 7 năm. Dạ, 7 năm mới chia tay hồi đầu năm ngoái. Cái đó là do em. Hai đứa cũng dự tính là cũng đi xa lắm. Nhưng mà do nó em xa thiệt không? Dạ, đi xa quá nên dự tính nhiều quá nên em không đáp ứng được. Nên em chủ động chia tay luôn. Phụ nữ bây giờ là chào em. Dạ. Chào chị Mừng. Không phải phụ nữ bây giờ mà một vài người là họ có thể tính là có phải có nhà cửa riêng. Khi mà có con là phải có một cái khoản nào đó để mà chăm lo khi mà ví dụ con mình bệnh tật hay là gì đó. Em nghĩ điều đó cũng là chính đáng, hợp lý. Dạ, vấn đề phải trách cả. Dạ, cái đó là do em. Có thể là do mình chưa chuẩn bị đủ. Bởi vì bao nhiêu người phụ nữ họ cũng muốn có con và có đầy đủ điều kiện cho con mình thôi. Dạ. Không có trách điều đó. Cảm ơn chị. Con cưng nè, cái chuyện tình cảm của mình sao rồi nè? Từ trước giờ là con chưa không có tình nào hết hả? Con cứ lo đi làm rồi cứ biết làm đi làm thôi. Con cũng không có ai theo đuổi hay con không có trang điểm nên rất là bình dân ạ. Con nghe. Không phải lý do bình dân mà người ta không yêu đâu con. Cứ xinh mà. Dạ, con ở ngoài con cũng ít nói chuyện, ít giao tiếp với mọi người á. Còn con cũng ít bạn nữa. Không, ở trong cơ quan không ai để ý chứ hả? Cơ quan con thì ít nam lắm, mà nếu mà có nam thì cũng có gia đình rồi á. Không có mối quan hệ rộng á chú. Dạ. Với cô gái này em nghe cái chuyện mà bạn vừa tâm sự thì em cảm nhận sao? Dạ, cũng đặc biệt quá. Biệt đó. Dạ. Anh không nghĩ em làm trong game đâu. Rất là phong trần. Con người này có thể đóng phim được nè, có thể làm ca sĩ được nè, có thể là một diễn viên. Em có làm gì trong nghề thuật không? Dạ, lúc mà còn đi làm là có nhóm nhảy. Thấy chưa? Có nhìn nó biết liền. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào, diễn tả coi đúng giống bên đây không? Dạ, thực ra là em không có gọi là quá giống ước mong hay là cái gì cao siêu hết đó. Chỉ cần là hai người mình hợp ý với nhau thôi. Dạ xin lỗi, cho hỏi bạn Tuyền được. Tại vì em có xăm mình. Rồi, xăm mình.
Ok. Tuyền có sợ không Tuyền? Em biết những cái hình ảnh xăm người trên người mình thì có sợ không? Sợ đâu. Không, nếu vậy thì chắc em thôi, đối với em chắc không sao đâu cô. Anh chú là chú xăm nguyên con hổ của đứa con hổ của sao nè. Rồi, em ước mơ cái người cái bạn trai của mình sẽ như thế nào? Mẫu người mà em mong muốn á là em muốn người đó tất nhiên là cái gương mặt phải là dễ nhìn nè, thiện cảm. Và là một người chín chắn, không lăng nhăng, rồi biết quan tâm chia sẻ, biết nấu ăn một chút. Không hút thuốc và không uống rượu. Chú thấy anh bên đây là quan tâm nè ha, chín chắn là có nè, cũng phong trần đẹp trai có nè, chỉ có điều lăng nhăng là chú không biết thôi. Dạ, cho người ta trả lời đi, ai mượn trả lời giùm. Em thấy cưng có bao nhiêu phần trăm khi mà bạn này nói? Dạ, chắc là trên 50. Như vậy có nghĩa là em 50. Có hút thuốc không? Dạ có uống thuốc. Có hút nhiều không? Dạ một gói 2 ngày. Có uống rượu không? Dạ không. Nhưng mà uống bia thì được. Giao tiếp với lại mọi người á, tại vì có thời gian là em cũng làm bên mảng bất động sản nên có đi gặp khách này nọ thì mình phải biết uống mới được. Có yêu thương, có chia sẻ, có quan tâm không? Có đó. Có thủy chung không? Chắc là có. Có. Vậy là một cái mối tình 7 năm là chung thủy lắm đó nha. Hút thuốc mà 2 ngày một gói thì cũng cái đô cũng chưa phải là đô ấy, đô nhẹ thôi. Dạ. Mình có thể cải cách được. Dạ. Đó, để cho anh bỏ ha. Dạ. Em đi với ai em trai? Dạ em đi với lại chị đồng nghiệp. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. Em bạn của Linh cũng được, nói chung là mong hai người là cho nhau cơ hội. Vậy thôi đó hả, nó ngắn gọn lẻ vậy thôi đó. Dạ. Vậy okay. Thôi gọn vậy được rồi. Nhà gái đi với ai? Linh đi với ai? Hôm nay em đến là đi với mẹ của em và em trai ruột của em. Xin chào MC Quỳnh Linh. Xin chào MC Hồng Vân. Chào quý vị khán giả. Chào cháu trai. Tuyền là rất là hiền. Tính nhút nhát từ nhỏ giờ. Cháu trai bên này thì thấy cháu cũng hiền, cũng thấy cũng chững chạc, nói chung điềm đạm. Hai cháu cho nhau cơ hội đi để có thể tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn. Cảm ơn nhà gái. Anh nghĩ rằng là bên nhà trai thì có va chạm cuộc sống nhiều hơn, có trải nghiệm nhiều hơn, có vốn sống nhiều hơn. Bạn nên chủ động với cô gái bên kia, rất là hiền. Nào, mở rào. Bắt đầu đi Tấn Linh. Tặng quà. Rồi đứng lên nhận quà rồi mình tặng quà luôn nè. Tiền nè. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh có một chút quà để tặng em. Tặng hoa thì có thể nó màu tàn mà mình không có xài được. Thì trong đây là anh có sô cô la. Dạ. Và một quyển sách. Cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, hôm nay cũng đến chương trình này em cũng có một phần quà nhỏ tặng anh. Em không biết, em chưa có quen yêu ai nên em không biết tặng gì, nên em nghĩ là sổ thì sẽ khi nào anh có cái suy nghĩ gì hay giống như viết nhật ký anh sẽ viết vào đây để anh nhớ tới em. Lâu lắm rồi anh mới nhận được quà, hơi xúc động xíu. Dạ. Lần đầu gặp thì anh thấy em hiền, đúng hiền từ mái tóc kia. Dạ. Không biết nói sao. Xin lỗi. Em là nhút nhát lắm, thành ra mình phải chủ động mình nói. Ra là anh cũng nhút nhát trong em. Thì khi mà anh nói chuyện với một á, anh hơi ngại. Bình thường là anh thích nghe người đối diện nói hơn, nghĩa là anh thích tâm sự. Dạ. Anh muốn nghe người khác tâm sự. Anh có cảm nhận như em về em vậy thì em nhìn anh em cũng nói một vài điều. Thì em thấy anh nhìn rất giống là nghệ sĩ ạ. Tóc với lại cái gương mặt của anh. Bây giờ cho xóa bỏ cái không khí căng thẳng này, Tấn Linh hát một bài tặng em gái trước đi. Anh hát một đoạn ngắn thôi. Đứng lên cho có hơi. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua. Vẫn đôi sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Lỗi anh chứ. Lỗi em hát hồi dở. Vậy là hay rồi đó anh. Bây giờ em trai em bước tới, em nắm tay em gái. Rồi em cứ nói cảm xúc của mình thôi. Lâu không có nắm tay. Bạn này chưa nắm bao giờ luôn, chứ không phải là lâu rồi. Mình
Rồi, đưa tay ra. Dạ. Đây. Đó, đúng rồi. Ông hai tay. Hai tay đó. Ông mối là ông muốn vậy đó, lúc nào phải là ông hai tay mắt trọn vẹn. Nắm hai tay hả? Ồ. Nói một suy nghĩ về tương lai của mình như thế nào? Thì tương lai đơn giản thôi. Hai vợ chồng sống hạnh phúc và có hai đứa con. Yeah. Dạ, nhưng mà em đó là mình ước mơ. Em thì em muốn có thời gian tìm hiểu nhau. Chưa? Đúng rồi. Dạ, rồi sau đó chắc chắn về tình cảm, rồi kinh tế, rồi nhiều thứ khác nữa, mọi thứ, mối quan hệ nữa thì mình mới tiến xa hơn được anh. Đúng rồi. Bé này nó như tờ giấy trắng vậy đó. Cái đó. Ra. Đúng rồi, Tuyền rất là đặc biệt. Ừ, nên phải dặn không, đi, không dặn Tuyền đi. Ừ. Do em cũng chưa có mối tình nào hết á, chưa có thời gian tìm hiểu hẹn hò hay là không thích điểm gì hay là thích điểm gì ở bạn trai. Nên em cũng muốn tìm hiểu anh trong một thời gian nữa rồi mình mới tính đến chuyện xa hơn được không ạ? Được. Cô gái rất là hiền. Chưa bao giờ được một bó hoa của một bạn trai. Chưa bao giờ nghe một cái câu nói anh yêu em. Chưa bao giờ có được một nụ hôn trên má cả. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu chúng ta xem thật đây là một nửa manh ghép của mình thì nên bấm. Còn nếu không, chúng ta đừng bấm vì bất kỳ điều gì nha. Không cần hỏi ai cả. Ừ, hỏi bấm ông má kìa. Chúng ta hỏi trái tim của mình rồi, đó bạn. Bấm rồi, tôi nghe cái cạch là tôi biết bấm hỏi rồi. Hỏi má kìa. Kìa hỏi má đó. Bởi vì ở đây là... Đứng lên. Chúng ta không cần, không phải là chúng ta phải thông qua má. Bởi vì á, nếu mà chúng ta không thật lòng, không yêu á, quen nhau một sự ép buộc rồi đó cũng không nên. Nắm tay đi. Phải làm theo con tim của mình mách bảo nha. Ừ. Nói với má đi, má ơi, bây giờ con thấy cảm xúc con sao? Má ơi, bây giờ con thấy con cũng hơi vui vui rồi. Hơi vui vui rồi. Má là muốn bấm đó. Má lúc nào muốn bấm từ đầu luôn rồi đó. Bây giờ là nói gì với bác gái đi. Bác đã cho cơ hội để con và Tuyền có thời gian để tìm hiểu. Rồi bây giờ hôn trên má bạn gái cái đi nè. Ừ. Xin phép má đi rồi. Dạ được không ạ? À? Được đó. Anh là... Ok. Dạ. Có mập ấp không vậy? Dạ có không? Đó. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chúc hai bạn sẽ sớm chăm sóc mối tình này. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, mình đi bên đây nè.